Hello các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ có một con game rất là hay nha các bạn. Đó chính là Huggy Evolution Runner Game. Huggy Huggy nè, ma nữ nè, gấu Freddy nè các bạn. Chạy theo những con người xấu xa, để bắt được những con người xấu xa đó, hút nguồn năng lượng trở thêm mạnh hơn nha các bạn. Các bạn hãy theo chúng mình nha, get go. Các bạn thấy gì chưa nào? Bây giờ thì mình sẽ có một con Huggy Huggy. Wow, lấy những chiếc xe tàu lửa và lại hộp máu nha các bạn, để trở thêm sức mạnh. Wow, đấu với ma nữ này các bạn. Chua chua chua, cho mày chưa, cho mày chưa. Boom. Wow, trời ơi, đấm một phát là văng ra cả ngàn mét luôn các bạn à. Ghê thiệt chứ, trời ơi. Nhảy quá, mình mở được một ma nữ nha các bạn ơi. Sai. Wow, bây giờ thì mình sẽ ma nữ đánh bắt một cô gái xấu xa. Wow, hút nguồn năng lượng của cô gái xấu xa nha. Wow, lấy đầu lâu, trời ơi, tông cái giường, bể cái giường luôn các bạn ạ. Tông cái cây coi, trời ơi, gãy làm đôi cái cây luôn, tông cái xe, trời ơi, tông thành cái xe luôn, tông cái giường, nát cái giường luôn các bạn ạ. Trời ơi, wow, ma nữ biến thành ma nữ bay luôn, trời, hút nguồn năng lượng. Wow, nếp, trời ơi, ném cái gì mà kỳ vậy ma nữ ơi, trời ơi. Trời ơi, hút nguồn năng lượng thật là mạnh rồi mà ném, trời ơi, lắc cái mông, nhảy rồi chứ. Làm lại thôi, làm lại cho coi được đó nha. Trời ơi, cái bà ma nữ này, mệt cái bà ma nữ này thiệt đó chứ. Trời ơi, nằm chạy luôn kìa, xong cái giường, trời ơi, làm bể làm bốn cái giường luôn, trời ơi. Lấy nguồn năng lượng đi. Trời ơi, bây giờ thì mình đã đánh với gỗ phép đi nha. Wow, ghê chưa các bạn ơi. Trời, ma nữ, trời ơi, nhảy ổn đít lên các bạn. Qua wow, mình mở được gói phép đi các bạn ạ. Chơi gói phép đi thế nào, trời ơi, hù người ta mà sai cái tay nữa. Trời ơi, dí một cô gái xấu xa đi thôi. Trời ơi, cái tướng chạy của gói phép đi tu te phết nha bạn nha. Wow, biến hóa thành gói phép đi bình thường rồi các bạn ơi. Chạy đi đâu, bắt được rồi nha. Hút nguồn năng lượng. Wow, mạnh rồi, đẹp thôi. Cha. Wow, nhân 10 luôn các bạn ạ. Các bạn thấy video này hay, nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Yeah các bạn. Wow, bây giờ thì cố phết đi sẽ chạy theo rượt đuổi một người đàn ông xấu xa để hút nguồn năng lượng cho nó có sức mạnh cao nha các bạn. Trời ơi, gỗ phép đi robot kìa các bạn ạ. Ghê chưa. Ép qua tát một phát, trời ơi, cái đàn ông xấu xa đã bay tới nhân 10 luôn các bạn ơi. Ghê không, trời ơi, sao mà cản được bước gan Magamin nha các bạn. Ghê. À, ma nữ sẽ đuổi theo đàn ông xấu xa, lấy những cái đầu lâu có trở nên sức mạnh, tiến hóa thành ma nữ siêu cấp nha các bạn ơi. Qua wow, nằm chạy luôn các bạn, bò kìa các bạn ơi. Ghê chưa. Trời ơi, tông cái giường, bể cái giường luôn. Qua wow, bắt được rồi nha chú em ơi. Trời ơi, cái tóc của ma nữ dựng lên như thế này ghê. Tát, trời ơi, tát một phát mà đàn ông xấu xa kìa bay tới, trời ơi, nhân 10 luôn. Qua wow, nhân 10 chắc là 10 mét đó các bạn ơi. Ghê. Wow, trời ơi, chạy điệu nhảy cứ tè hết nha. À, bây giờ thì wow, hút ghi trời ơi, cái mỏ à, ghê thiệt chứ. Đuổi bắt đàn ông thôi, đuổi bắt người đàn ông xấu xa đã hút nguồn năng lượng, ném người đàn ông xấu xa đó xa 1000 mét luôn. Sai, wow, hút ghi. Ghê, trời ơi, cái mỏ nó dài.
dài như này các bạn ơi. Hút. Quá đủ mạnh rồi. Ném. Quá to. Yeah. Ghê không các bạn ơi. Quá. Đứng thiệt chứ. Đúng là hút ghi hút ghi. Bây giờ thì tới lượt gấu phép đi. Trời ơi, gấu phép đi bé nhỏ. Trời ơi, múa hù dọ người ta. Rồi. Tông cái cây. Trời ơi, làm ba cái cây luôn. Tông cái tường coi. Ôi ôi, cái tường bể làm bốn luôn các bạn ơi. Ghê chưa. Bây giờ đấu với ai? Trời ơi, các bạn biết không? Cái quái vật này là quái vật ký sinh trùng đó các bạn ơi. Các bạn hãy coi phim ký sinh trùng để biết quái vật này nha. Ghê chưa. Trời ơi, ném quái vật ký sinh trùng tới 9 mét luôn các bạn ơi. Ghê. Ồ, nhảy. À chắc cũng chắc. Mở cái gì đây? Trời ơi, mình mở được quái vật ký sinh trùng nha các bạn ơi. Ghê không? Wow. Các bạn thấy không? Trời ơi, ký sinh trùng là một con thú có cái mỏ thật à, như bông hoa, nhưng mà ở trong cái hàm răng thật nhọn à, như thế này này các bạn ơi. Trời ơi, bắt được rồi, chạy đi đâu. Hút nguồn năng lượng của mi thôi. Quá wow, thả tôi ra. Thả sao được mà thả, mày thả này. Ok. Quá wow. Nhân 10, trời ơi. Đấy. Ok các bạn ơi. Wow, tiếp theo thôi, trời ơi. Có hai cái móng vuốt ở ngoài sau lưng, chỉ ra ngoài sau như này. Chỉ ra trước như này các bạn. Xài ơi, ghê thật chứ. Wow, tông cái xà. Cái xà mà đến xà đơn quá trời ơi. Nát bét cái xà đơn luôn các bạn ạ. Ghê. Trời ơi, tông cái gới coi. Trời ơi, phải cái gới luôn. Bắt được rồi. Mày hả bưởi. Không thể nào mà cản bước được Mai Gaming. Ném. Nhân 10 luôn. Ok các bạn ơi, thấy ghê không? Trời ơi. Bốn điệu nhảy chạy các bạn ơi. Bây giờ thì gấu phép đi sẽ đuổi theo một cô gái xấu xa. Ai biểu xấu xa thì gấu phép đi dí là phải rồi. Dí bắt để hút nguồn năng lượng là phải rồi các bạn ạ. Chạy đi đâu cho thoát. Hạ bưởi. Lấy nguồn năng lượng thôi. Lấy hộp quà, lấy nguồn năng lượng. Có chứ. Ba, bắt được rồi nha. Hai. Chạy đi đâu. Ném. Ông biết làm gì bùa. Yeah. Nhảy ghê. Quá dữ. À, bây giờ thì tới. À, bắt đàn ông xấu xa. Mang cái cặp đây là giống như là đang đi học đó các bạn ơi. Trời ơi, đi học. Trời ơi, trẻ em đi học mà xấu xa như thế này là phải hút nguồn năng lượng để cho Mi biết là Mi sợ Mi hết xấu xa nha. Ném. Bể cây, trời ơi, bể cây luôn các bạn ạ. Một sức ném của ma nữ rất là mạnh. Trời ơi, ném một phát bể cây luôn. Trời ơi, lách mông dở cái chân luôn. À, bây giờ thì tới. Không thể nào mà cản được bước Ma Gaming. Trời ơi, quái vật ký sinh trùng. À, cái mỏ nở hoa. À, yeah. Bạc. Đấu với ai? Trời ơi, đấu với người sói à. Chụp. Boom. Mày hả bưởi. Thua chưa. Wow, nhân 13 luôn các bạn ơi. Wow. Ô lè. Wow, mình mở được 10 sói. Sói dạ. Ghê không các bạn. Wow. Bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi nha các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bây giờ thì bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Yeah.